chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn làm cách nào để thay cái valve cover gasket của cái xe Toyota Camry 2002, 2003, 2004 giống nhau. Cái máy nó là 3 chấm even 2006 vẫn còn. Ok, giống nhau, máy 3 chấm 3.3 là giống nhau hết. Cái máy nó là 3 chấm thôi nhưng mà hai cái valve cover gasket thì giống nhau. Mình mở cái nó sơ sơ mở cái air filter box ra, mở cái intake ra cho. Xong rồi mình mở valve cover gasket ra. Thì mình sẽ làm tới đâu mình hướng dẫn cho quý anh chị tới đó. Ok, bây giờ mình let's do together. Ok quý anh chị, bây giờ mình sẽ mở tới đâu mình hướng dẫn cho quý anh chị tới đó nha. Chứ mình nói là không được đâu, bây giờ mình dùng cái Allen key number 5 mở cái cover này ra trước. Ok, để mình zoom gần lại cho quý anh chị coi. Ok, mở cái cover này ra trước cho nó dễ. Nhẹ tại vì ở đây nó nóng nóng giòn dễ gãy lắm. Ok, bây giờ mình nói đại khái cho quý anh chị biết. Bây giờ mở cục coil này ra, mở cái air filter box ra cho nó thoáng. Tới đâu mình làm tới đó cho nó dễ. Ok, là cái nào dướng là mình cứ làm nó hết. Dây điện nè, cái gì ba bao này nè, mở ra luôn. Ok, so mình lấy cái socket number 10, mở cái cục coil ra luôn. Mình dịch cái coi ra ngoài cho nó thoáng luôn. Cái này này là nhẹ nhẹ. Cái này lâu ngày nó giòn nó dễ gãy lắm nha. Lỡ nó gãy ăn lát cũng không sao hết. Mình chỉ cho quý anh chị cách lấy làm thâu nó lại. Không có gì khó khăn hết. Cái gasket này là quý anh chị để ý nha. Khi mà cục khôi á, nó nằm trong cục khôi nè, rất là hoài. Đây, cái này mở rất là nhiều công thì bây giờ mình dịch tới đâu mình mở tới đó nha. Nó có nhiều cái vacuum. Cái đây ra. Socket này mở cái air filter box ra cho nó thoáng. Cái này cái box này mình để đây đi. Mình chỉ mở như vậy thôi. Mở xin đi. Mình có mọi kia là sẽ dễ. Để qua mấy sợi dây điện này ra hết cái trotro body mình giật ra luôn. Ok, mình mở cái trotro body. Cho nó thoáng rồi mình mở mấy ốc trong kia cho nó dễ thôi chứ cái gì hết đó. Đẩy ra bên vậy. Ok, xong bây giờ mình mở cái phần ECR ra. Ok, thằng này thay
Hôm nay mình mở cái này bé rồi, người ta mở cái này dọn dễ gãy lắm. Cái này nó có gãy cũng sao. Thử coi. Ok. Bây giờ mình sẽ ra cái phần này. Mình mua qua đây mình lấy ra bịch cho quý anh chị coi. Ok. Mình mở góc này ra cho quý anh chị coi để cho nó đèn sáng. Ốc lên là đủ sáng. Ok, còn trong đây nữa. Bọt socket chưa? Ok, bây giờ mình lấy cái IGA ra. Lấy cái IGA ra ngoài cho nó dễ rồi cái. Ok, gasket để đây. Cái IGA mình lấy ra ngoài. Ok, để đây. Rồi, bây giờ mình mua ốc bên đây nó còn. Ok, mình dùng cái Allen key number A với socket number 14 là mình lấy ra nha quý chị nha. Socket số 8. Allen key number A số 8. Nó có 4 con thôi. Rác ra cái cái. Ok. Thì súng bắn ra cho lẹ. Ok, bây giờ nó còn 2 socket 14 nữa. Mình cũng đặt cái đèn. Thở cái súng này bắn ra không ra. Dây số 10, một là cũng rau. Cái gọi là cũng ngoát thôi, tiếng Việt gọi là cũng ngoát. Tiếng Anh nó gọi là rau thôi. Ok, giờ mình lấy ra ngoài, mình lấy ra ngoài tạm thời đi, ok. Xong. Bây giờ mình lấy gì mình cover cái này lại. Để nó rớt nó mất công lắm. Rất là dơ. Ok. Giờ mình thay cái này là không có dễ đâu nha. Thay cái bao con về gasket mình nghĩ mình thay hoài cho quý chị coi thôi chứ cái trong nó hơi có, mình làm hoài cho quý chị coi. Hai một cái. Ok, bây giờ mình mở cái này ra mình làm cái này cho quý chị coi thôi, còn cái trong là mình không có làm, ok. Tại vì cái trong mình làm nó lâu lắm, mất thời gian lắm của quý anh chị. Bây giờ mình mở cái hoài ra mình làm trước cái hoài. Đây là cái vào con vào cái cái okay. Mở này ra thay coi lúc thấy không, thay cái cũ ra. Bây giờ cái cover này mình mở ra mình thay luôn cái gasket này nha quý anh chị nha. Cái gasket này nè, giờ mình lấy đồ mình nạy nó ra thôi, nạy ra mình giọng cái mới vô thôi. Ok, mình lấy screwdriver mình giọng nó ra mình thay nè, tại vì cái này nó lâu ngày nó giòn nó sẽ bị gãy hết. Mình lấy screwdriver mình nạy cho quý anh chị coi nó sẽ lên hết. Yeah. Dòng thử cho quý anh chị coi nha. Nó sẽ ra lát mình dòng mình để dưới đàng hoàng. Thì mình để tạm thời đây thôi. Nó sẽ cặn cái mặt bằng rồi đó. Yeah. Yeah. Dỗ nhẹ nó ra hết rồi. Cái này cũng vậy luôn. Yeah.
ra hết xong lấy đồ mình nãy này ra thôi. Rồi xong. Bây giờ mình lấy đồ mình rửa sạch sẽ, mình đóng cái siêu mới vô thôi. Ok. Ok quý chị, giờ mình rắc cái silicone này vô, mình rắc cái siêu này vô rồi, mình lấy cái búa mình dọc nó vô thôi chứ không có gì hết. Ok. Tại muốn làm cái video cho nó lẹ. Cho nên mình không có show mấy cái này nó dễ, không có show quý anh chị. Cái gasket này là dễ hoài, mình show quý anh chị nó dễ. Cái đằng kia này mình làm nó hơi khó nên mình không có show. Cái này mình nhậu tay chứ, tại cái này nó không có nhau cái gì, nhậu tay chứ. Ok. Bây giờ mình ra đây mình dùng cái rack kìa. Mình dùng cái rác thì mình thay ra mắt, ok, mình không có dùng cái cư dây, mình dùng cái kho đồ in thôi. Một nhẫn xéo đó nha quý chị nha, nhẫn vừa cứng thôi, vừa cứng tay thôi. Hai ba một cái đây bốn như này năm như này sáu bảy đây tám chín ok hai bốn sáu tám con, tổng cộng có tám con thôi, mình biết sao mà ra tới chín rồi ngoài ngoài. Ok chắc mình sơ cầu. Ok bây giờ mình dặn sơ cho quý chị một lần nữa là mình ra mình chào quý chị là xong, còn cái kia là mình không show đâu, tại show cái video nó rất là dài. Rồi xong, bây giờ mình ra mình chào quý anh chị là xong nha. Cái kia làm cũng giống tương tự như vậy nhưng mà nó hơi khó một tí, thì cũng giống vậy thôi. Ok, bây giờ mình ra mình chào quý anh chị là xong. Ok quý anh chị, mình đã hướng dẫn cho quý anh chị xong làm cách nào để thay cái vào câu bài gasket. Nếu mà thay spark lớn thì cũng giống nhau, mở ra thay spark lớn thì cũng y chang như vậy, nhưng mà cái mở vào câu bài gasket thôi, nhưng mà mở intake. Mình có một cái đầu quay làm không mở intake cũng được, với điều kiện là không có máy này, chỉ có máy mà 3.5 là khó làm, phải mở intake ra. Yeah, anyway, mình hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn xong cái phần mà thay cái valve cơ bản gasket, nó gọi là valve cơ bản gasket. Ok, của cái xe Toyota Camry 2002, 2006 giống nhau. Ok, Toyota, Lexus thì ôi là được xem cái engine nếu mà 300 là giống nhau hết. Ok, cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian để theo dõi cái video của mình. Hẹn lại quý anh chị và các bạn cái next video. See you next video.